xin chào các bạn, mình là Ngọc Vy và các bạn đang theo dõi S Channel. Trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyên mục game. Hơn nữa đó còn là thể loại game mà rất là nhiều bạn chờ đợi, còn mình thì không biết có đang chờ đợi hay không nữa, tại vì mình đang rất là sợ. Đó là những tựa game kinh dị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá nhé. Và những tựa game mà ngày hôm nay mình giới thiệu đến cho các bạn là những tựa game mà mình mới tải về nhưng mà còn chưa trải nghiệm qua nữa. Chúng ta hãy xem là nó sẽ làm cho mình la hét đến mức nào, có giống như là những lần trước hay không nhé. Bây giờ thì bắt đầu. Rồi, như vậy thì ở đây mình đã tải về 3 tựa game và mình sẽ chọn một trong 3 cái để bắt đầu. Mình cũng không biết là mình sẽ chơi tới đâu nữa, tại vì lâu rồi mình không chơi những tựa game kinh dị. Mình không biết là có đủ can đảm để chơi hết 3 trò không. 1, 2, 3, thôi bắt đầu từ đầu luôn. Dungeon Nightmare. À, mới vô là thấy phê rồi đó nha. Mình dám cá với các bạn luôn, nếu như mà các bạn đeo headphone hay là các bạn chơi một mình vào buổi tối thì các bạn sẽ cảm thấy FV ngay từ cái âm thanh luôn. Còn nếu mà các bạn nghe gián tiếp qua video thì chưa có đủ phê đâu, cứ thử tải về và trải nghiệm một mình đi. Liệu mình có nên bắt đầu không nhỉ? Thôi lỡ rồi, chơi luôn chứ sao. Ê thằng kia lại đây đứng coi. Đáng lòng một mình với cái camera và game này. Phải làm sao đây? Ở bên đây nó có một cái nút nhỏ nhỏ này, chắc là để cho chúng ta di chuyển. Ở trên đây thì có một cái đèn cầy để phát sáng, chắc là cái đèn mà chúng ta đang sử dụng để di chuyển. À, bên đây thì có một cái bản đồ nữa. Chạy. Hay là mình nhắm mắt lại nha. À đây có một cái mẫu khóa đó chứ nhỉ. À, mã ơi. À, cái gì vậy? Sao nó thở ghê quá vậy? Cái gì vậy? Mình nghe thấy tiếng tim đập đó nha. Còn có rùi mũi gì bay nữa chứ. Cảm ơn, đừng có gì nha, trời ơi. Cái gì vậy? Chết rồi. Cho xin 5 giây để thở. Vừa rồi thì mình còn không hiểu là tại sao mình chết nữa. Mình chỉ kịp thấy là màn hình đỏ lên, nhưng mà các bạn không biết đâu, cái âm thanh nếu mà các bạn nghe trực diện bên ngoài nghe rất là ghê, kinh khủng lắm, cho nên mình cứ liên tục hét lên chứ không phải là gì. Còn bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ cố gắng để thử trò này thêm một lần nữa cho các bạn xem, và sau đó thì mình dừng luôn chứ mình không dám chơi tiếp hai trò sau. Má ơi, ghê quá, cái tiếng thật sự rất là ghê. Bây giờ làm sao đây nhỏ, mình đang đấu tranh tư tưởng thôi thì lỡ rồi. Cố một lần này nữa thôi. Như mọi khi là chúng ta sẽ mở cái cửa này ra. Ôi cái tranh gì ghê vậy. Camera thoát mất rồi. Bởi vì cái loa này nó nhảy ghê quá. Mình thề với các bạn là các bạn nếu mà mở mắt volume của trò chơi này giống như mình đang mở, để cố gắng mang đến cho các bạn cái âm thanh chân thực nhất và chơi vào cái thời điểm như thế này, chơi một mình nữa thì sẽ rất là ghê. Ê cái thằng quay phim kia, mày có đi lại đây không? Không, chơi đây. Ghê quá, tao nhớ chơi. Có nhìn thấy mình không vậy chứ mình rất là sợ rồi đó. Bây giờ mình chắc là mình sẽ nhìn gián tiếp qua cái camera này thôi. Mình thậm chí còn không dám nhìn trực tiếp vào màn hình của điện thoại. Làm ơn đi, đừng có... Xin chào các bạn, mình là... Xin chào các bạn. À nhầm, không chào nữa. Vừa rồi thì...
Nói chung là chắc là có lẽ là do lâu lắm rồi mình không chơi những tựa game kinh dị, cho nên là, nhưng mà sự thật là mình chắc chắn với các bạn, nếu như mà các bạn chơi cái tựa game đó mà mở cái âm thanh to lên á thì sẽ rất là phê, ngay cái âm thanh thôi chưa kịp thấy gì thôi là để hoảng sợ lên giống như mình. Có lẽ là mình sẽ cố gắng để luyện lại cái khả năng chơi game kinh dị của mình và gửi đến cho các bạn một cái video chơi xuyên suốt hơn. Là hôm nay vừa nghe tới âm thanh thôi là mình đã quăng máy rồi, không thể nào. Và thật sự là bây giờ thì mình không có can đảm để mở trò chơi đó một lần nữa. Hy vọng là các bạn hãy trải nghiệm và cho mình biết là chính xác là các bạn đang nhìn thấy cái gì nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại. Lần đầu tiên xấu hổ kinh khủng. Chơi game không tới đâu hết trơn trời.